Rất cảm ơn khán thính giả giữ màn hình để xem phần 2 của chương trình Phân tích thời sự của Vista TV. Chúng tôi nói về tình hình nước Mỹ qua cái chuyện ông Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên nó có thể ông đã cho phép để mà công bố cái phần còn lại trong cái hồ sơ mật qua cái vụ ám sát ông Tổng thống Kennedy năm 1963, thưa ông Vy Huy. Phải nói là tất cả cái hồ sơ mà thuộc về cái vụ ám sát ông Tổng thống Kennedy đã giải mã, nhưng mà còn một cái hồ sơ phần cuối phần mật là không hề giải mã. Phải nói rằng là gần đây thì Politico tờ báo của Mỹ đã cho biết rằng là rất là khó có thể nước Mỹ dám tức là giải mã cái hồ sơ này. Nhưng mà mới đây theo Tòa Bạch Ốc nói thì là ông Tổng thống Donald Trump có nhiều khả năng cho giải mã cái hồ sơ này. Và có lẽ là chính ông Donald Trump là một người mới có dám làm cái chuyện đó mà thôi. Trở lại cái vấn đề cái ông Tổng thống Kennedy, chúng ta biết đây là Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Ông khi mất, ông mới 43 tuổi, ông là một người Tổng thống trẻ. Và phải nói là một người Tổng thống mà có lẽ là để lại nhiều cái ấn tượng nhất của lịch sử nước Mỹ, và người ta phong ông là một người anh hùng của cái nước Mỹ khi ông chết rồi. Mặc dù có một số người không đồng ý, nhưng mà lịch sử nó đã ghi như vậy. Ông tạo ra những cái ấn tượng mà để đời, mặc dù là trong cuộc nhiệm kỳ của ông rất là ngắn, có 3 năm, 61, 63 thôi, thì ông bị ám sát. Ông là đã giải quyết cái vấn đề cái hồ sơ của Cuba là một vấn đề rất là lớn. Bắc Nga phải dời cái quả tiễn đi, là bắt đầu khi ổng xuất hiện thì cái tình hình ở Đông Đức và Tây Đức nó rất là căng, phải xây bức tường ngang, cái đó là một vấn đề rất lớn. Thời kỳ của ông là thời kỳ chạy đua ở trên không gian, và chính Hoa Kỳ đã thành công trong cái chuyện đó, làm cho nước Nga rất là chạy theo, rất là mệt mỏi. Và cái thời kỳ của ông cũng là thời kỳ dân quyền của nước Mỹ nổi lên rất là lớn, người da đen chống người da trắng, và trong đó có cái chương trình Việt Nam. Và cái đó là một cái ấn tượng rất là đặc biệt của cái thời ông Kennedy. Ông bị ám sát trên con đường thăm cái thành phố thủ phủ Dallas của cái tiểu bang Houston, Texas, thì ông bị bắn chết. Thì cái tên mà gọi là bắn ông chết thì cái Oswald là một cái người bị tòa án xử, đây là một cái người đã giết tổng thống. Nhưng mà đối với người dân Hoa Kỳ tới giờ này thì người ta không hề tin là đó là một nhân vật thiệt. Và nếu có là nhân vật thiệt thì sau lưng ở đó có một cái thế lực khác. Và ngay cả người dân Hoa Kỳ tới giờ này nói gì thì nói, sau khi ông chết thì phó tổng thống Johnson có cử ra một cái đặc ủy ban là Warren, tức là do ông chánh án tên là Warren, để mà điều tra cái chết này, thì cũng xác nhận đây là một cái tên hung thủ. Nhưng mà tên hung thủ này cuối cùng là bị một hung thủ khác bắn chết. Thì tất cả những câu chuyện đó thì người ta nói là sau lưng đó có thể là CIA, cũng có thể là trong nội bộ của nước Mỹ. Và ông là những cái người mà đặc biệt trong cái tổng thống Mỹ, ông là một cái người duy nhất là mang cái tôn giáo là Công giáo Roma. Tất cả cái tổng thống Mỹ hầu như là không có người nào có cái tôn giáo đó, bởi vì phải nói là Mỹ không phải là một cái nước có tôn giáo là Thiên Chúa giáo, Roma La Mã, mà là toàn là Tin Lành không. Nếu không thì là tôn giáo khác. Thì đây cũng là vấn đề để xung quanh chúng ta thấy là tại sao ông dám đoán là ông sẽ cho công bố cái hồ sơ. Bởi vì phải nói là ông Donald Trump là một cái người không có dính dáng gì tất cả những cái cơ chế của chính quyền, như là ông Bush, là ông hay là ông Johnson, hay là ông Obama. Tại vì những người đó có dính dáng dây mơ rễ má với Dân Chủ và Cộng Hòa, với cái thế lực sau lưng của chính quyền. Còn ông Donald Trump khi ông ra ứng cử là ông mình ên ông ra thôi, và ông chỉ dựa vào Cộng Hòa để ông ứng cử. Có lúc ông không muốn vô đảng Cộng Hòa nữa. Thành ra ông không có dính dáng tất cả những cái quyền lực kiềm ở dưới trong của nước Mỹ, mà ta gọi là thế lực ở phía trong để mà lãnh đạo cái quốc gia Hoa Kỳ. Và hiện giờ ông cũng không bị cái thế lực đó nó kiềm chế gì thế, cho nên ông làm những cái chuyện gì họ cũng chống cả. Cái đó là một cái gì thế, cho nên chúng ta nói là ông là người mới dám cho công bố cái hồ sơ đó, thì nó nói toẹt lên được cái gì, nói đẹp lên được cái thế lực của CIA lúc bây giờ thế nào, cái chính quyền bây giờ nó bao che ra làm sao, mà tại sao để ông chết như vậy. Tất cả cái đó là một cái thế lực ngầm của nước Mỹ, và không có tổng thống nào dám nói cả. Ông là người có thể dám nói
Như hôm nay là ngày 25, thì nếu không có gì thay đổi thì ngày mai là 26 là công bố cái đó, thưa anh Nguyên Quy. Vâng, thưa quý khán giả, thưa giáo sư, mà chúng ta cũng thấy rằng là cái chết của Tổng thống Kennedy đó làm cái mà cái vụ án nó có rất nhiều bí ẩn, bởi vì là ngay cái tòa án mà khi xử Oswald, nghi phạm Oswald ra là tránh phạm rồi và bị tử hình, thì trước khi mà thi hành án tử hình thì cái anh Oswald này lại bị một người khác ám sát chết ở trong nhà tù. Thì thưa quý khán giả, ở đây có phải là cái tổ chức mà đứng sau lưng cái anh Oswald đó đã tổ chức cái cuộc ám sát này hay không? Và cái tổ chức đó là cái tổ chức nào? Thì sau đó thì cái vụ án này á, rất nhiều những cái dư luận mà ở trong dân chúng đồn thổi lên, mà từ khi thì nhắc đến là tại CIA, và có tay CIA. Nhưng mà nói chung thì người ta thường thường vẫn cứ mường tượng ra một cái gọi thế lực gọi là siêu chính trị, là thế, cái thế lực đó quá lớn, là nói là một cá nhân nào thì không phải là một cá nhân nào, nhưng mà nó là một cái tập thể của các tư bản, mà cái tư bản đó thì ông Kennedy là đảng Dân Chủ, cái tư bản đó thì thường thường người ta nói đến là đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Cho nên có những cái chương trình mà của ông Kennedy mà khi mà ra mà đụng chạm đến cái quyền lợi của cái khối tư bản đó thì chắc chắn là sẽ bị cản chân, mà nặng nhất là tiêu hủy luôn. Nên thì cho đến bây giờ thì không biết là cái việc này á, thì Tổng thống Donald Trump quyết định ra công bố nốt cái hồ sơ sau cùng này á, thì có thể mà cho được biết hoàn toàn 100% sự thật hay không. Nhưng mà người ta đoán rằng là sẽ không có hoàn toàn 100% sự thật. Và bởi cái thế lực siêu chính trị đó có thể nó vẫn còn ở đâu đó. Nhưng mà có một cái điểm khác nữa, thì tại sao ông Tổng thống Donald Trump lại mang ra công bố cái chuyện này vào cái thời điểm này, nó có cái gì liên quan không? Thì có nhiều nhà quan sát cho rằng đây cũng là một cái lời cảnh báo đối với ông Kim Jong-un, mà chúng tôi là sẵn sàng là hạ thủ bất kể những cái kẻ nào mà ngáng chân của chúng tôi trên cái con đường mà gọi là thiết lập cái an ninh và trật tự ở trên thế giới. Vâng, quay qua một cái bản tin khác nữa, thì cả hai bên phía Tổng thống Donald Trump cũng như là Tổng thống Putin của nước Nga thì đều cho biết rằng là cả hai vị này đã nhận vấn đề mà đi tham dự vào cái hội nghị APEC ở Việt Nam, ở Đà Nẵng, Việt Nam. Thì nhưng mà ở trong cái chương trình mà theo Tòa Bạch Ốc cho biết, ở trong chương trình hoạch định mà Tổng thống Donald Trump thì chưa thấy ghi cái chuyện mà có gặp gỡ song phương với lại Tổng thống nước Nga là ông Putin hay không. Và trong cái phái đoàn của ông Putin cũng cho biết là qua ông đại sứ Nga ở Việt Nam thì cho biết rằng là trong cái chương trình của Tổng thống Putin chúng tôi không thấy có cái chương trình nào mà gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump cả. Nhưng mà cả hai bên nhưng mà cho những cái nguồn tin đó đều cho biết là không dám chắc chắn là không có gặp. Bởi vì vẫn có thể là xảy ra, cho nên trong cái ngôn ngữ chính trị người ta nói rằng là cái vấn đề đó vẫn còn để ngỏ giữa ông Putin với lại ông Donald Trump. Thì ở đây các nhà quan sát và các nhà chính trị phân tích chính trị trên thế giới cho rằng là dĩ nhiên là chắc chắn là phải có. Như là trong cái tháng 7 vừa qua đó, trong khi mà cả hai ông tổng thống này đi họp một cái khối G7 ở Đức Quốc, Hamburg, Đức Quốc đó, thì cũng đã gặp gỡ với nhau, và mới đầu là cái sự dự trù cái chuyện mà gặp gỡ chỉ trong vòng 30 phút thôi, nhưng mà kết cuộc là tới 1 giờ 45 phút hai ông mới rời nhau ra. Mà trong cái lần đó thì Tổng thống Donald Trump không có tuyên bố gì, nhưng mà ông Ngoại trưởng của nước Mỹ thì lại tuyên bố rằng là hai bên gặp gỡ với nhau rất là ăn ý, thì tức là để giải quyết những vấn đề chính trị ở trên thế giới cũng như là giữa hai nước. Mà bây giờ trong cái tình hình này á, thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là Nga và Mỹ bây giờ đang có những cái cuộc mà gọi là căng thẳng về vấn đề ngoại giao. Hai bên vừa mới trục xuất một số các nhân viên ngoại giao, cũng như là mời các nhân viên ngoại giao của Mỹ ở tại Nga trở về và thu hẹp cái số nhân viên đó lại, vân vân. Rồi cái thứ hai là cái tình hình ở Trung Đông hiện tại bây giờ, các phần tử của Nga ủng hộ, rồi các phần tử của Mỹ ủng hộ,
đều đẩy được quân đội IS ra khỏi cái khu vực ở Syria, thì có nhiều cái vấn đề mới sẽ xảy ra, và chắc chắn là những vấn đề mới xảy ra đó là để là ảnh hưởng của Mỹ như thế nào tại Trung Đông và ảnh hưởng của Nga như thế nào tại Trung Đông, thì chắc chắn là hai ông phải gặp gỡ nhau để có những cái quan điểm tổng quát với nhau trước khi mà có những cuộc hội nghị tiếp tục mà sẽ diễn ra tại Trung Đông sau khi mà các lực lượng của phe quốc gia cũng như là phe của ông Assad đó đẩy lui được hoàn toàn quân IS. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là cả hai các vị tổng thống này á, thì có rất nhiều những quan điểm mà cần phải gặp gỡ với nhau để giải quyết. Mặc dù là hiện tại người ta thấy cái tình hình của Mỹ và Nga thì có vẻ như là căng thẳng với nhau do về cái tình hình quốc tế từ Ukraine cho đến Trung Đông cho đến Bắc Triều Tiên hiện tại bây giờ nữa. Huống chi là trong cái cuộc mà đi thăm Á Châu lần này đó, thì đối với Tổng thống Donald Trump, vấn đề Bắc Triều Tiên là cái vấn đề quan trọng mà ông sẽ phải có đưa ra ý kiến trong cái hiệp nghị này. Chúng ta thấy là trước khi chúng tôi lên đây mà nói khán thính giả, thì cái bản tin cuối cùng của trong đài qua có nói rằng là cái chuyện gặp nhau là không có loại trừ, nghĩa là ông Tổng thống Donald Trump có gặp nhiều phái đoàn, trong đó không loại trừ nước Nga. Thì nào nói như vậy, nghĩa là cái kiểu bộ ngoại giao thì họ nói như vậy. Chúng ta nghĩ là hai bên, nhất là Hoa Kỳ, có cái nhu cầu gặp Putin. Và chúng ta nói là giờ đây cái tình hình ở nội bộ cái nước Mỹ, những cái thế lực mà kiềm chế không cho ông Trump gặp ông Putin, nó đã hình như nó đã hơi dịu xuống rồi. Cái vấn đề là bầu cử rồi phái đoàn với nhau nói, gặp nhau nói chuyện riêng, hình như nó đã êm dịu. Và đây là lúc mà ông Trump có thể gặp ông Putin ở bên lề cái hội nghị ở Việt Nam, và đặc biệt là ở Đà Nẵng. Chúng ta thấy đây cũng là một cái nhu cầu, là tại vì cái nhu cầu hiện giờ là trước mắt là Hoa Kỳ muốn giải quyết vấn đề Bắc Hàn, giải quyết cùng với Trung Quốc và cùng với ông Putin. Thì chúng ta thấy đây cũng là một thắng lợi và cái sức mạnh của Hoa Kỳ. Vì thế cho nên Hoa Kỳ muốn chọn Việt Nam để mà gặp, thay vì gặp ở bên nước Nam Hàn, gặp ở bên Trung Quốc, gặp ở bên ASEAN, mà gặp ở Việt Nam, là một cái sức mạnh nữa để mà đánh vào cái suy nghĩ của Trung Quốc. Trung Quốc không muốn giải quyết thì chúng tôi giải quyết bằng cách khác. Chúng tôi hy vọng là chắc chắn là sẽ có gặp nhau, chúng ta chờ xem trong những ngày tới, vì hai nước có nhu cầu. Và cái chuyện ông Trump rất là mong muốn gặp, cũng như ông Putin cũng rất là mong muốn gặp nhau. Những cái chuyện la lối chống với nhau, đánh phá là chỉ là động tác giả mà thôi. Thưa ông Nguyễn Quy, chúng tôi cảm ơn. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.